Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong video này em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về dòng xe Toyota Altis bên em, và đồng thời báo cho anh chị cái giá bán chính sách tình hình xe ở tháng 12 năm 2022 này. Thì đầu tiên sẽ giới thiệu chung về dòng xe Altis bên em. Altis thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với cả 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V và 1.8HV. Thì trước mắt chúng ta đây thì là phiên bản 1.8HV, phiên bản xăng điện. Ba phiên bản có giá lần lượt là 1.8G có giá niêm yết là 719 triệu, bản 1.8V sẽ có giá niêm yết là 765 triệu, phiên bản cao cấp nhất trước mặt chúng ta đây giá niêm yết là 860 triệu. Ở cái điểm tháng 12 này thì em đang có những chương trình ưu đãi đến khách hàng như sau. Hiện tại thì em đang giảm cho các dòng xe, đầu tiên là dòng xe 1.8G số tiền mặt lên đến 30 triệu đồng và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì sẽ tính ra cái chi phí như sau. Bản 1.8G giá 719 triệu. Tặng giảm 30 triệu tiền mặt, tặng gói phụ kiện 15 triệu thì giá bán bên em sẽ là 687 triệu. Lăn bánh chiếc xe 1.8V sẽ cần số tiền là 764 triệu. Và nếu anh chị trả góp số tiền chiếc xe này thì số tiền cần chuẩn bị là 224 triệu là anh chị có thể mang xe ra khỏi đại lý rồi, lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường rồi. Và phiên bản tiếp theo là phiên bản 1.8V. 1.8V thì có giá niêm yết là 765, hiện tại bên em đang giảm 37 triệu và cũng tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì giá lăn bánh chiếc xe 1.8V sẽ rơi vào khoảng 814 triệu. Còn để trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em là tối thiểu là 238 triệu là anh chị mang xe về được rồi. Còn phiên bản cao cấp nhất ở trước mắt chúng ta đây, 1.8HV phiên bản xăng điện, có giá niêm yết là 860 triệu và để lăn bánh chiếc xe này thì chỉ cần là 913 triệu. Và để trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em là 267 triệu là có thể lăn bánh được rồi. Hiện tại là cái dòng xe này là em đang giảm sâu nhất, giảm cho anh chị là 38 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì sau khi giới thiệu cho anh chị cái giá bán cũng như là cái chương trình ưu đãi của tháng 12 năm 2022 này thì em xin phép là giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Altis phiên bản 1.8HV này có gì. Thì đầu tiên em sẽ đi một vòng xung quanh xe anh chị xem nhé. Altis thì trước giờ thì vẫn nổi tiếng nhất từ xưa đến nay là màu đen trông nó quyền lực. Và cái thời điểm phiên bản 2022 này thì đã được thay đổi toàn bộ về ngoại hình, về chuyển từ lắp ráp sang là nhập khẩu, thay đổi về ngoại hình, về option thay đổi hoàn toàn. Thì xe đã được vẫn giữ được cái nét chắc chắn khỏe khoắn, và ngoài ra còn được bổ sung thêm những cái đường nét để tạo lên cảm giác trẻ trung và thể thao. Thì em sẽ giới thiệu về cụ thể nội thất và ngoại thất của nó có gì đặc biệt. Thì phiên bản 1.8V và 1.8HV là phiên bản xăng điện, là hai phiên bản hay em còn gọi là phiên bản xăng cao cấp và phiên bản xăng điện, thì đều trang bị là cái logo 3D. Và cái logo 3D này nó sẽ chịu cái chức năng là radar để trong cái hệ thống trong cái hệ thống là giữ Toyota Safety Sense, giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, rồi cảnh báo lệch làn các thứ. Còn bên cạnh là cụm đèn full LED, cụm đèn bi LED ấy, pha và cốt được chung một bóng này. Và như anh chị thấy có các cái chi tiết đường gân màu xanh này sẽ dành riêng cho phiên bản 1.8HV, có nghĩa là phiên bản xăng điện thì sẽ có cái đường nét gân màu xanh này. Còn cơ bản option sẽ như nhau. Còn phần thân xe thì sẽ được trang bị là la răng phay xước. Thời điểm hiện tại thì đa số các dòng xe của Toyota đều được trang bị cái la răng phay xước này rồi, và cái trang bị này sẽ được trang bị ở trên phiên bản hai phiên bản cao, phiên bản 1.8V và 1.8HV. Còn phiên bản 1.8G thì vẫn được trang bị là la răng đúc, gương tự động, hệ thống hybrid. Và đặc biệt ở phần thân xe này có cái đèn, có cái chỉ báo của mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 4,5 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Nó sẽ rẻ, nó sẽ tiết kiệm khoảng tầm một nửa so với dòng xe bình thường. Cụm đèn hậu cũng là cụm đèn full LED và trang bị là 4 cảm biến sau. Đằng trước thì có 2 cảm biến. Em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội thất. Ngoại thất thì có các lựa chọn màu sắc như sau. Thứ nhất là màu đen này, màu trắng là hai màu sẽ là thông dụng nhất. Ngoài ra thì có màu đỏ,
Và năm 2022 này thì có thêm một màu mới cho dòng xe Altis là màu 1K3, màu xám xanh. Thì em sẽ giới thiệu anh chị về màu nội thất. Nội thất của xe thì cũng có hai lựa chọn. Thứ nhất là màu đen tuyền như thế này, và thứ hai là màu đen pha với be. Thì nó sẽ có hai tông màu. Một số cái mảng ghế và mảng tabi cửa này sẽ được trang bị là điểm thêm một chút màu be. Sơ bộ thì sẽ có là đèn auto phá cốt này, điều chỉnh cao thấp của đèn, rồi điều chỉnh cái áp suất lốp này. Ngoài ra là có cái cụm điều khiển cái hệ thống tua xe sen. Màn đây là cái hệ thống điều hòa tự động này, màn hình rất to, màn hình 9 inch. Hộp số của bên dòng xe xăng điện thì sẽ có vị trí là B bò cuối cùng. Đây là các chế độ lái xăng điện, chế độ lái thuần điện này, chế độ lái thể thao, tiết kiệm, normal. Và em sẽ giới thiệu chị hàng ghế thứ hai. Đây là ghế thứ hai. Thì trước giờ thì Altis vẫn được nổi tiếng với cái đây, và một cái đặc biệt nữa là nhiều anh chị quan tâm đến cửa gió điều hòa, thì 2022 này thì cửa gió điều hòa được trang bị cho hàng ghế thứ hai. Ngoài ra vợ em đang nói dở thì Altis vẫn đang mạnh về cái sức mạnh động cơ này, rồi về độ thoáng trong khoang cabin, rộng rãi trong khoang cabin này, rồi bền bỉ, và đặc biệt là ở trên phiên bản sáng điện này thì cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu thì nó càng được tối ưu hơn. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Altis phiên bản xăng điện màu trắng, màu đen, nội thất đen, và thông báo cho anh chị giá bán, giá lăn bánh, trả góp tất cả phiên bản của dòng xe Altis này. Anh chị nào cần thêm thông tin gì về xe, ví dụ như là lịch xe này, giá xe và trả góp thì có nhiều phương án cho anh chị. Anh chị muốn thủ tục như thế nào này, rồi trả góp, trả trước bao nhiêu, vay bao nhiêu, em sẽ đưa ra cái phương án tối ưu nhất cho anh chị. Em sẽ hẹn chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.